Thưa các bạn, liên quan đến ổ dịch tại khu phố Đoàn Kết, thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa. Hiện tại đã xác định 3 bệnh nhân mắc bệnh bạch hầu. Có một bệnh nhân đã được chuyển lên tuyến trên trung ương và hiện tại có 2 bệnh nhân đang được theo dõi điều trị tại khoa nhiệt đới của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Vào đêm ngày 5 tháng 8, trên địa bàn huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa ghi nhận ca bệnh đầu tiên dương tính với bạch hầu. Bệnh nhân là thai phụ mờ, 17 tuổi, trú tại khu phố Đoàn Kết, thị trấn Mường Lát. Bệnh nhân ngay sau đó được chuyển tuyến ra trung ương để điều trị theo dõi. Ngay sau khi ghi nhận ca bệnh này, cơ quan chức năng đã rà soát, lập danh sách 23 người tiếp xúc gần với bệnh nhân và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm. Căn cứ kết quả xét nghiệm mẫu do Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương thực hiện, đã xác định thêm 2 ca bệnh bạch hầu có liên quan đến ổ dịch tại khu phố Đoàn Kết, thị trấn Mường Lát. 2 ca bệnh này là một cháu bé 10 tuổi và một cụ bà 74 tuổi. Trao đổi với lao động, đại diện lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết. Trước mắt bệnh nhân tạm ổn định, hám họng thì sạch. Anh đã lấy được vaccine về, vaccine về, viết thanh về rồi nhưng mà chắc là chưa có chỉ định dùng, đợi cấy lại đã.